Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah, khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban tiếp tục phải hứng chịu các cuộc không kích dữ dội từ quân đội Israel trong đêm ngày 8 tháng 10. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, các máy bay chiến đấu Israel đã oanh tạc dữ dội các khu vực thuộc vùng Dahiyet, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn và phá hủy nhiều công trình. Một trong những cuộc không kích dữ dội nhất đã diễn ra tại Buichi Barachinet, nơi 4 tòa nhà bị san phẳng hoàn toàn. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là nhằm phá hủy những cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp được cho là có liên hệ với lực lượng Hezbollah. Sức ép từ các đợt không kích không ngừng đã buộc hàng nghìn cư dân phải rời bỏ nhà cửa, tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn ở những vùng khác. Theo số liệu từ Bộ Y tế Liban, trong vòng 24 giờ qua, 36 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương tại nhiều khu vực trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel lên tới hơn 2.100 người, với hơn 10.000 người bị thương, tạo nên cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Liban.